Thì Trang xin chào tất cả các bạn. Cuối tuần các bạn có đi đâu chơi không ạ? Có đi du lịch không ạ? Đây là câu nói hàng ngày phải không các bạn? Thường hay bạn bè với nhau hay hỏi ở cuối tuần mày có đi đâu đó không? Có đi chơi đâu không? Có cuối tuần mày có đi đến nhà bạn A, bạn B gì đó để ăn tiệc không? Hay là để dự tiệc gì đó không? Đó là mỗi câu nói thần thường ngày luôn nha các bạn. Thì hôm nay Trang sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cấu trúc câu đi đến đâu để làm cái gì, và các bạn hãy xem tình huống. Hai, oba-san no uchi e karada no joshi o mi ni ikimasu. Hai. Saikin, oba-san wa kibun ga warui. Da, hayaku itte kudasai. Oba-san no kenkou ni yoroshiku. Đây là toàn bộ tình huống mà các bạn vừa xem. Tuy là tình huống mà Trang làm là nó chưa được hoàn chỉnh cho máy, nhưng mà Trang cũng muốn gửi đến cho các bạn là cái biểu cảm để mà khi mà nói chuyện bằng tiếng Nhật đó các bạn. Thì mình phải thực hành các bạn à. Mình học là mình phải thực hành, mình nói nó mới phản xạ được nhanh và tự nhiên nữa. Chứ mà học mà mình không có thấy được cái biểu cảm, rồi không có được thực hành á, là mình khó giao tiếp lắm, mình cũng khó nói chuyện nữa, không có được tự nhiên. Khi mà người ta hỏi mình không có phản xạ lại tự nhiên được. Cho nên là mặc dù là cái tình huống ra làm chưa có được hoàn chỉnh, nhưng mà cũng muốn gửi đến các bạn là cái biểu cảm nha. Cái biểu cảm để mà khi mà nói chuyện á. Rồi Trang sẽ giải thích cái đoạn thoại thoại này, rồi Trang sẽ đưa ra công thức luôn. Bạn A đi đến nhà bạn B để chơi, thì bạn A mới thấy bạn B chuẩn bị đi đâu đó cũng hơi ngạc nhiên và hỏi: "Ê, doko ni iku no? Ủa, bạn đi đâu vậy?" Cái câu hơi ngạc nhiên đó các bạn. Thì bạn B mới trả lời là: "Hai, oba-san no uchi e karada no joshi o mi ni ikimasu." À, tôi đi đến nhà bà của bà để xem tình hình sức khỏe của bà như thế nào. Nhà của bà đó là oba-san no uchi, là nhà của bà. Còn tình hình sức khỏe, tình trạng sức khỏe là karada no joshi. Đây là cái câu mà Trang muốn giới thiệu đến các bạn này. Một lát Trang sẽ đưa cái ra cái công thức. Bây giờ Trang giải thích đoạn thoại thoại. Rồi khi mà nói như vậy á, thì bạn A mới nói là hai, vâng. Bạn B mới nói tiếp là saikin oba-san wa kibun ga warui. Dạo gần đây thì bà không có được khỏe cho mấy. Kibun ga warui là cũng nói về tình trạng sức khỏe đó các bạn, về tình hình sức khỏe. Nó đồng nghĩa với karada no joshi. Lúc này thì bạn A nghe bạn B nói như vậy, bạn A mới hối thúc bạn B đi. Da, hajiku itte kudasai. Vậy thì bạn đi nhanh đi. Oba-san no kenkou ni yoroshiku. Là cho tôi hỏi, gửi lời thăm sức khỏe bà bạn nhé. Bà của bạn nhé. Đó là Trang đã giải thích xong, thì giờ Trang đưa ra công thức này. Công thức ở đây á, là N1, Trang đặt là N1 là danh từ chỉ về nơi chốn. Và danh từ chỉ về nơi chốn thì đeo sau nó là trợ từ E. Tiếp nữa đó là danh từ. Ở đây thì danh từ chỉ chung chung hoặc là danh từ chỉ về danh từ chung và danh từ riêng đó các bạn. N2 là danh từ chung và danh từ riêng. Thì danh từ riêng ở đây là chỉ về vật hoặc là người. Mà danh từ mà chỉ về người á,
cũng có trường hợp thì nó thường hay đi với trọ tự tô. Nó đi với trọ tự tô, đó là danh từ chỉ về người. Còn danh từ chỉ về vật là đi với trọ tự ô. Còn danh từ chung chung, chỉ mà chung chung á, nó không phải là vật, không phải là người, giống như là tình trạng sức khỏe, nó đâu phải vật, nó đâu phải người đâu. Đó là danh từ chung thôi, của chung thôi. Tiếp theo nó là động từ. Động từ này là động từ gốc mas hoặc là gốc shimas. Thì động từ gốc mas sẽ bỏ mas, hoặc là động từ gốc shimas thì sẽ bỏ gốc, nguyên cái gốc shimas luôn, chứ không phải là bỏ gốc mas không. Và thêm ni ikimasu hoặc là kimasu hoặc là erimasu là đi đến đâu để làm gì. Rồi Trang sẽ cho bốn cái ví dụ luôn về cái công thức này. Ví dụ thứ nhất, đó là tuần này, chủ nhật tuần này thì tôi sẽ đi Đà Lạt chơi với bạn. Tôi sẽ đi với bạn đi đến Đà Lạt để chơi. Đi với bạn. Konshuno Nichiyobi. Các bạn lưu ý nè, cái trạng từ chỉ về thời gian á, là ở ngoài sau nó không có trợ từ nha. Konshuno Nichiyobi là chủ nhật tuần này. Konshuno Nichiyobi Taratoe Tomodachi to asobi ni ikimasu. Tomodachi to là tomodachi là bạn. Thì bạn mà chỉ về người, nó đi là với trợ từ to. Và theo sau nó là động từ asobi. Asobimasu bỏ gốc mas, thêm ni ikimasu là tôi đi chơi với bạn. Đi đến Đà Lạt để chơi với bạn. Đi với bạn. Rồi Trang sẽ cho các ví dụ này á, Trang sẽ cho các bạn nghe giọng đọc của người Nhật để phát âm cho chuẩn luôn. Nhiều khi Trang phát âm cũng chưa chuẩn, người Việt mà, người Việt mà chưa có phát âm chuẩn được đâu. Chỉ có sống lâu năm á, ở bên Nhật đó, mới phát âm chuẩn nổi luôn các bạn ơi. 今週の日曜日 ダラットへ友達と遊びに行きます. Rồi tiếp ví dụ 2. Thì ví dụ 2 là sáng nay thì tôi đã đi chợ để mua một ít trái cây. Là kyō no asa ichiba e kuramono o kai ni ikimashita. Là thời gian đã qua rồi các bạn, cho nên chúng ta sẽ dùng là quá khứ, là sáng nay đi rồi, chứ không thể nào mà dùng ở hiện tại nữa. Và kudamono là trái cây, chỉ về đồ vật, thì theo sau nó là trợ từ ô. 今日の朝、市場へ果物を買いに行きました. Rồi, tiếp nữa. Nãy giờ là hai cái ví dụ về cái động từ ikimasu rồi ha. Giờ tới động từ kimasu là đến. Thì lát nữa là bạn tôi sẽ đến nhà để mượn sách. Lát nữa bạn tôi đến nhà để mượn sách. Nhà này là nhà chỉ về nhà của tôi đó các bạn. Nhưng mà nó rút gọn lại, nó là đến nhà, là người ta cũng hiểu là đến nhà tôi rồi. Là ato de watashi no tomodachi wa uchi e hon o kari ni kimasu. Lát nữa thì bạn tôi sẽ đến nhà để mượn sách. Karimasu. Karimasu là mượn đó các bạn. Sách là hon. Đến thì động từ đến này nè, các bạn hãy lưu ý nè, động từ đi và động từ đến thì nó sử dụng như thế nào. Thì Trang chỉ nói một phần nhỏ thôi nha. Khi mà các bạn học để Trang làm về một cái video về cách chia động từ, cách chia động từ để cho các bạn nắm vững về cái cách chia động từ đi, rồi Trang sẽ giới thiệu sâu về cái hai cái động từ này, hai cái động từ này mà
các bạn không có nắm vững được là các bạn dễ nhầm lẫn lắm. Nói rồi nhiều khi người ta không hiểu á. Và nó hay, thường hay sử dụng luôn, thường hay sử dụng hàng ngày luôn. Nên các bạn hãy lưu ý. Bây giờ thì Trang chỉ nói một phần nhỏ thôi. Là động từ ikimasu là dùng cho chính bản thân mình, chính bản thân mình thôi. Là mình đi đến đâu đó và dùng ikimasu là dùng cho tôi. Cái đó là dùng cho tôi. Còn kimasu là đến, là để dùng cho ai đó đến nhà của mình, là hay hoặc là đến nhà của bạn, hay là đến nhà của tôi. Là dùng ai đó đến. Các bạn hãy lưu ý điều này và sử dụng cho nó đúng, để cho người ta hiểu, chứ không thôi là người ta không hiểu luôn á. Đây là hai cái động từ di chuyển về phương hướng nha các bạn. Có rất nhiều cái động từ mà có rất là nhiều cái động từ để chỉ về cái di chuyển phương hướng giữa người nói và người nghe, giữa cái vị trí cái người đó nói và cái vị trí người đó nghe như thế nào nữa. À, để từ từ đi rồi Trang sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn nghe cái câu ví dụ hồi nãy mà Trang mới vừa cho đó. Atode watashi no tomodachi wa uchi e hon o kari ni kimasu. Rồi tiếp nữa. Tiếp nữa là một cái ví dụ nữa là kuni e kazoku ni hai ni karimasu. Tôi sẽ về nước để gặp gia đình. Kazoku ở đây là gia đình. Thì ở đây động từ theo sau động từ nó là trợ từ ni rồi các bạn. Là động từ gặp. Imas là động từ gặp này lúc nào cũng nó cũng đi với đặt trợ từ ni. Chứ không có dùng trợ từ o hoặc là trợ từ to. Các bạn lưu ý. Trang cố tình cho cái ví dụ như vậy á là để các bạn học, các bạn lưu ý luôn để sau này các bạn đi thi các bạn không có làm sai. Kuni e kazoku ni ai ni kaerimasu. Trang đã cho bốn cái ví dụ về cái công thức hồi nãy rồi. Thì bây giờ từ cái công thức hồi nãy á, là sẽ cho ra một cái công thức nữa. Và nó chỉ sử dụng cho đối với cái động từ gốc shimasu thôi. Trang xin nhắc lại là Trang sẽ cho một cái công thức nữa từ cái công thức hồi nãy Trang cho. Thì nó sẽ cho một cái công thức nữa. Cũng giống tương tự như vậy nhưng mà nó chỉ đổi cái trợ từ thôi. Nó chỉ đổi cái trợ từ và nó chỉ sử dụng cho cái động từ gốc shimasu nha các bạn. Là N1 là danh từ chỉ nơi chốn, E và N2. N2 là danh từ chỉ chung chung nha các bạn. Thì danh từ chỉ chung chung này nó là danh từ chỉ chung chung chứ không phải là danh từ chỉ vật hay là chỉ về người nha. Không có dùng cho danh từ riêng nha các bạn. Đây là danh từ chung. Và trợ từ của nó là trợ từ no. Và động từ gốc shimasu sẽ là bỏ gốc shimasu. Tại vì cái động từ gốc shimasu này khi mà bỏ gốc shimasu rồi thì bản thân nó đóng vai trò như là một danh từ luôn. Và khi mà danh từ liên kết với nhau, giữa danh từ liên kết với danh từ thì nó sẽ liên kết với nhau bằng trợ từ no. Và cái động từ gốc shimasu này sẽ bỏ gốc shimasu đi và thêm ni, ikimasu hoặc là kimasu hoặc là kaerimasu. Các bạn lưu ý nha, cái này cũng ít sử dụng lắm. Nhưng mà các Trang sẽ cho để mà các bạn bắt gặp nhiều khi đi thi gặp cái trường hợp này nữa. Trang sẽ cho một cái ví dụ cụ thể luôn nè. Ví dụ như là tôi muốn đi Nhật là để học tiếng Nhật. Watashi wa nihongo no benkyou ni ikitai desu. Tôi muốn đi Nhật để học tiếng Nhật. Đây là trợ từ no nha các bạn. Nihongo này là danh từ chung chung rồi các bạn, chứ không có chỉ về vật hay là chỉ về người nữa. Danh từ để gọi tên chung thôi.
Nihongo no benkyo. Benkyo shimasu. Đấy hệ là benkyo shimasu đúng không? Nhưng mà bỏ gốc shimasu sẽ là benkyo ni ikitai desu. Muốn. Hành động muốn đi đấy các bạn. Trang sẽ cho nghe cái câu ví dụ này luôn. 私は日本へ日本語の勉強に行きたいです。 Đó là Trang giới thiệu về cái cấu trúc câu hàng ngày mà thường hay sử dụng và các mẹo để mà học cái trở từ luôn đó các bạn. Và bây giờ sẵn tiện đây Trang sẽ giới thiệu về cái trở từ ni và trở từ ô luôn. Thì ví dụ như đi vào phòng, tôi đi vào phòng nói làm sao? Heya ni hairimasu. Tôi đi vào phòng. Đi vào thì sử dụng là ni. Còn nói nó mới vừa ra phòng á, ra khỏi phòng thì sẽ là heya o demasu. Đó. Vào ni. Ra thì ra o. Các bạn lưu ý nha. Cái này thường hay khi mà đi thi á, thường hay cho lắm. Vào thì vào ni, ra thì ra ô. Vào phòng heya ni hairimasu. Ra khỏi phòng heya o demasu. Rồi, Trang cũng nhắc lại cái cách phát âm nữa. Hồi nãy cái đoạn hội thoại hồi nãy là nói về bà đó. Giữa bà là obasan. Obasan. Còn gì á là obasan. Obasan. Hai cái này nó rất là giống, nhưng mà chỉ cần một chữ bà, cái chữ bà thì có trường âm. Trường âm thì phải kéo dài rồi, nhưng mà trong khi mà giao tiếp á đâu có nghe cái từ nào mà kéo dài nữa đâu. Trong khi giao tiếp người ta nói nhanh mà. Thì các bạn để ý cái chữ sàn hoặc là chữ sang ở ngoài sau. Đây là Trang chỉ cho các bạn để các bạn phân biệt nha. Obasa. Obasa. Nó cái chữ bà đó là có trường âm ở ngoài sau là chữ a đó, obasa. Và xuống giọng là chữ sa. Oba thì kéo dài ra hơi thôi chứ không có thêm dấu gì hết. Obasa. Và ở ngoài sau á cái chữ sàn ở ngoài sau nó xuống giọng là sa. Còn chữ dày á là không có trường âm là obasa. Obasa thì không có trường âm á, thường thường á là nó sẽ cái thanh điệu của nó là thêm giọng hoặc là nhóm giọng lên hoặc là nó giọng nó hạ xuống, nhưng mà cũng khó phân biệt nữa. Các bạn lưu ý chữ sang, lưu ý chữ sang ở ngoài sau nha. Obasa là dày. Còn obasa là bà. Nó chỉ cần hai cái đó thôi. Đó là cách phát âm. Rồi thì đây chỉ là cái cấu trúc, cái mẫu câu mà thường hay sử dụng hàng ngày. Để còn cái phân tích về cái động từ đi và động từ đến á, thì để các bạn học nắm cho vững về cách chia động từ đi. Rồi Trang sẽ giới thiệu cho các bạn nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.